Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Hàng của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Hello anh em đã quay trở lại với kênh Thi Mô Tô Thủ Đức. Tiếp tục lại là em chuyên viên review của cửa hàng Thi Mô Tô nha anh em. Rồi, hôm nay em lên cho anh em lựa đúng một cặp dòng Sport đó, cho anh em nào mà thích đam mê tốc độ thể thao ở phân khúc mà 300-400cc là hai mẫu xe này gọi là lừng danh rồi anh em. Ninja 400 và Yamaha R3, quá đẹp luôn. Một cặp xe gọi là cân tài cân sức nha. Hơn nhỉnh nhau một tí xíu về cc. Em này thì nó khoảng là 398 hay 300 mấy cc, 3899 gì đó. Nhưng R3 là 321 nha. Lực máy thì đương nhiên N4 phải ngon hơn rồi. N4 là cực kỳ ngon hơn. ABS, máy móc là nguyên bản ha. Rồi con R3 thì nó mạnh ở giải phân khúc, nhưng mà so với 300cc thì nó chùm. Đó. Rồi thì em sẽ đi chi tiết từng xe để anh em mình tham khảo. Kawasaki Ninja 4 biển tỉnh 87 cũ 8 giai 2019 ha. Dán một bộ tem chùm gắt đề can trắng đỏ rất là đẹp luôn. Anh em không thích thì lột ra, nguyên con này là màu đen, đen thui thù lùi, đen bạc á, là như là vàng áo nè, là đen hết nè, hai cái cánh này bạc đó. Con này là đồ zin đầy đủ, tay háng tay côn chì, tay háng tay côn zin hết ha. Kiến nè, kiến hậu sau zin nè, rồi kiến lái zin nè đó. Máy móc là nguyên bản, bên em chỉ có chơi là chơi máy móc nguyên bản thôi. Vàng áo là còn đẹp luôn, chỉ dán tem chùm lên cho đẹp anh em đó. Về phần dàn chân cực nét, ốc tán là siêu sáng chân luôn đó. Thì rửa dọn sạch sẽ bên em giờ rửa dọn rồi, anh em có thể tham khảo đó, đến trực tiếp xem cho nó chắc cú nha. Mình xem xe, mình mua xe vài chục cũ, trăm cũ, anh em mình cứ em lúc nào cũng hoan nghênh anh em tới xem xe đó. Không mua được cũng vui, là mình sờ được xe, xem được xe nó sẽ là chính xác nhất đó. Em xe nào bao thì em bao hết đó, rất là keng. Xe nào em bán thì đương nhiên em cũng phải bao hết cho anh em đó. Em đầu vô của em là em phải tuyển chọn những mẫu xe đẹp, xe keng rồi đó. Chù quá là đẹp rồi. Ốc tán đây nè, sáng chân luôn nha anh em đó. Ốc tán nè, rất là đẹp luôn, quá là keng luôn ha, rất là ngon nha. Đang đi một cái lon lift on của SC Rochette, gọi là hỏng xéo ha. Em nổ thì lát hồi sẽ test tiếng máy cho anh em. Nổ là chất lượng nha. Đó. Đây, quá là đẹp, xe cực kỳ đẹp luôn. Chỗ là nguyên bản, biển số đúc gầm sẵn luôn. Đèn hậu tích hợp của đuôi này là đuôi vết ngàn luôn nha anh em. Đây, để em test thử cho anh em. Đó, để em bật cái signal lên. Đó, ở trên em đó, quá đẹp luôn. Nhông dễ rồi, rất là keng, như mới luôn ha anh em ha. Đó, rất là đẹp luôn. Nhông dễ cực kỳ đẹp, vỏ lớp còn ngon lành, còn gai còn chỉ hết hả. Ốc tán sáng chân nè đó, nhông dĩa ốc tán sáng chân nè, chống đổ chạy két đầy đủ rồi, tem chùm nguyên con cực kỳ đẹp rồi. Giờ là anh em đổ xăng vô chơi thôi, full chức năng.
quy lực. Kawasaki Ninja 4 biển tỉnh nha, 87 cũ 8. Em còn một con biển Sài Gòn 86 8, con đó 28, rẻ hơn được một cũ xương xương. Xe nào cũng đẹp như xe nào, máy móc là nguyên bản hết. Anh em nào chơi thì liên hệ về cho em. Ok chưa anh em? Rồi. Nét mẫu thôi. Yamaha R3, con này biển Sài Gòn, Odo chắc cũng khoảng tầm vài ca thôi. Chất xe là cực đẹp luôn. Màu đen nguyên con. 79 cũ 8, đăng ký 2020. Anh em lấy đèn thì cặp tôn này thêm giùm em hai cũ đó, xương xương. Đồ chơi rất là nhiều. À, em nói đồ chơi rất là nhiều là trên website em có đồ chơi rất là nhiều nha anh em. Còn xe này thì nguyên bản. Chỉ có kiến chắn gió nè, chống đổ che két, rồi kiến lái của những mẫu xe ngầu ngầu á. Em cũng biết tên hiệu của những cái mẫu kiến này là kiến gì. Nhìn như cánh gió vậy đó, H2 xé gió rồi cái kiểu khí động học này, em không biết có khí không mà không biết. Rồi máy móc cực trèo ngon á. Đây cũng là một dòng Sport City cứ gỡ phân khúc mà 300-400cc mà hai máy thì thường thì các hãng sẽ thiên về dòng Sport City. Có thể là anh em sẽ vừa có thể là đi tour được, vừa có thể là đi phố được, chứ không nhất thiết là một con thuần sport. Đó, thuần sport của các hãng chẳng hạn như là CBR250RR nè, cũng là một dạng thuần sport công nghệ, hoặc là ZX25R đó, phát triển những mẫu đó thì nó gọi là thuần sport thôi nè. Con này ghi đông vẫn còn cao lắm, nằm trên bình xăng luôn. Chạy tư thế ngồi của anh em thoải mái. Anh em đừng có quan ngại vấn đề mỏi không mỏi ha. Dễ là dây cui luôn nè anh em. Nẹo đô mấy nghìn thôi. Ốc tán đồ sáng chân luôn đó, rất là nét, buộc fit ngon lành. Đời thì, sau thì được nâng cấp lên ABS và upside down rồi đó, nhưng mà đặt chân thì cái đuôi nó không thay đổi anh em. Từ 27 tới giờ thì cũng không thay đổi gì mấy, 26 luôn cũng chưa thay đổi luôn. Đọc chiêu là R3 MT3 vẫn không thay đổi được cái dàn đuôi như thế này. Đằng sau chỉ có fit trước thôi. Dòng MT03 cũng vậy nha đó. Bảo vệ tay thắng tay côn đó. Chúng mà chất đồ xe rất là keng, bô zin đuôi zin còn đầy đủ luôn, thì phù hợp cho những anh em nào mà thích chạy gọi là nhẹ nhàng, thích đi gọi là máy móc nguyên bản, đồ xe nguyên bản, anh em sang tên rút hồ sơ đồ cũng dễ luôn. Con này là còn dán keo luôn nha anh em nè, chưa lột luôn á. Cái xước xước là của keo thôi, là còn nguyên bản đó. Đây khét chân rồi rất là đẹp, ốc tán đồ sáng tươi à, máy móc nguyên bản hết. Anh em chơi, nếu anh em có mua xe bên em thì em khuyên anh em nha, là mình chơi trải nghiệm thì mình có thể là mình chơi một cách đơn giản, ỷ quyền không phải nhất thiết là sang tên đó. Hồ sơ tụi em có đầy đủ hết. Chị anh em muốn làm là anh em làm, em vẫn hỗ trợ bình thường, nhưng mà vấn đề là em tư vấn cho một cách để anh em mình chơi là trải nghiệm, có thể là quay đầu và có thể là up cc, là mình tìm lựa chọn những mẫu xe mà mình yêu thích. Chẳng có anh em nào mà nói tôi thích con xe đó mà tôi đi lâu dài hết. Em nghe 10 anh em nói rồi, là khoảng tầm tháng sau là em gặp mấy anh em đó tại cửa hàng em rồi, không tốn chi phí, tốn công, tốn sức, tốn thời gian rất là nhiều cho anh em. Còn tụi em thì cỡ nào tụi em bán thì tụi em bao cái đầu cho anh em hết đó. Hồ sơ thì đầy đủ, giao đầy đủ hết đây, có dù có hơi lâu đó, anh em thông cảm. Hồ sơ bây giờ đâu phải như xưa rút đẹp đẹp đâu đó. Luật thay đổi tùm lum hết, mình là mình phụ thuộc vô các anh trai ở cán bộ hết rồi, chả làm gì được hết anh em ơi. Chia sẻ để anh em mình tham khảo thôi, vừa chia sẻ vừa quay xe cho anh em xem. Những con xe đẹp zin thì cũng không có nhiều cái chi tiết mình để mình nói nhiều ha. Mình nói những câu chuyện ngoài luồng cho anh em mình vui.
nhông dễ sạch sẽ đẹp đẽ luôn nè, tem thông số đồ đầy đủ hết đó, khá là đẹp. Bồ zin, cái dàn máy của R3 là anh em nghe những cái ngưỡng da đầu là rất là lực rồi. Không, cái dòng tô lên rất cao luôn. Nên tại sao em nó được mệnh danh là mạnh nhất trong phân khúc. Gà của nó rất là mạnh và rất là bốc. Ok, sơ đẳng, sơ lược cũng đã review xong hai dòng xe, dòng Sport City Yamaha R3 và mẫu Ninja Kawasaki Ninja 400. Đó, anh em mình cứ thoải mái xem video và lựa chọn những mẫu xe yêu thích của mình. Em thì bên em cũng cỡ gần 100 xe sương sương. Anh em muốn chơi dòng nào thì em vẫn hỗ trợ tư vấn cho mình. Quan trọng là anh em mình thích ha, thích chơi dòng nào em hỗ trợ dòng đó. Ok chưa anh em? Mọi thông tin chi tiết anh em có thể là truy cập website để theo dõi tất cả các mẫu xe nè, và các những món đồ chơi xe mô tô lướt trên website là bên em có cập nhật đầy đủ. Và website là một cách, và anh em có thể liên hệ về hotline cho bên em, đó là 0924700900, gặp đúng chủ nhân đang quay clip cho anh em xem luôn đó. Nhanh gọn lẹ, làm việc với em là nhanh gọn lẹ ha. Chốt điều đẹp đẹp là em cho xe giao tận nơi cho anh em, phương án nào cũng được nha anh em. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video của em. Anh em thấy hay thì cho em xin một like, một share à, hoặc là anh em có cần thiết gì để lại bình luận phía bên dưới, em sẽ sắp xếp thời gian để xem lại các tin nhắn của anh em, trả lời cho anh em nha. Ok, cảm ơn em rất nhiều, bye bye. Đâu, thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nó bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em mình hỗ trợ thu lại. Mọi người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1-2 triệu nha mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi thì chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi, người nhà khen là cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại keng, lại bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ, dơ hay gì đó vân vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá. Còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, phải là những cái chuyện chung mà, tụi em không có là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm đi đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua hoặc bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê
gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe buýt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.